but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Quá trẻ con, quá khờ khạo để nhận ra rằng đáng lẽ anh nên mua hoa cho em và nắm chặt đôi tay em, dành tất cả thời gian cho em khi anh còn có cơ hội. Lời sám hối của Bruno Mars chân thành và giản dị là vậy. Trên nền nhạc piano, When I Was Your Man là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng đậm chất Bruno Mars. Như chính cái tên của mình, ca khúc là tâm sự của một người đàn ông cảm thấy hối tiếc khi đã đánh mất đi hạnh phúc của mình. Ngay từ khi ra mắt trong tuần đầu tháng 4, When I Was Your Man đã leo thẳng lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngôi sao của Just The Way You Are thì trở thành nghệ sĩ nam giành được vị trí number one Hot 100 nhanh nhất trong lịch sử kể từ sau huyền thoại Elvis Presley. Không chỉ vậy, đây còn là ca khúc hiếm hoi chỉ có phần hát và piano thống lĩnh bảng xếp hạng uy tín này trong vòng 5 thập kỷ qua sau Someone Like You của họa mi nước Anh Adele. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của bản tình ca sổ lắng này. Dancing with another man, although it